Xưa kia, ở vùng đất Ma Cà Rồng, có hai gia tộc tồn tại song song. Ma Cà Rồng đỏ với tóc tối màu, mắt đỏ như trong truyền thuyết. Còn Ma Cà Rồng xanh cùng mái tóc sáng và đôi mắt xanh thâm thẳm. Tộc Ma Cà Rồng xanh chỉ ăn dựa của cây thần để phát triển, nên tính cách cũng hiền hòa như màu chủ đạo. Tuy không có khả năng chiến đấu tốt như tộc đỏ, nhưng họ lại được cây thần bảo vệ. Miễn là vẫn ở trong lãnh địa của mình, không thế lực nào có thể tấn công tộc xanh. Ngày nọ, công chúa của tộc Ma Cà Rồng xanh, Sien, vì đuổi theo một con chim bị thương nên bước qua ranh giới hai tộc, cũng là nơi không có kết giới bảo vệ của cây thần. Ngoan nào, ổn cả rồi, ta sẽ mang em về trị thương nhé. Đám quả quỷ chuyên săn đêm đột nhiên xuất hiện, chúng lao xuống như vũ bão, khiến Sien bị thương đến nỗi ngất đi. Thật may khi tỉnh dậy, nàng đã ở trong vòng tay của Sky, một dũng sĩ của tộc xanh, cũng là người bạn thanh mai trúc mã luôn thương thầm Sien từ nhỏ. Vì cứu Sien mà trên vai Sky mang vài vết thương đau đớn. Ta không sao, chỉ cần được ở bên cạnh nàng thì có bị thương hơn nữa ta cũng không sao cả. Cảm động trước tình cảm và sự dũng cảm này, Sien đồng ý trước lời tỏ tình của Sky. Gia đình của Sky cũng tử tế và là công thần của tộc, nên rất nhanh hôn lễ của họ được diễn ra trước sự hân hoan của mọi người. Giữa bầu không khí ngập tràn hạnh phúc đó, tộc Ma Cà Rồng đỏ phá được kết giới bay vào. Vì tất bật chuẩn bị cho ngày vui nên trưởng tộc xanh, cha của Sien, đã lơ là không tiếp thêm sức mạnh cho cây thần, khiến kết giới suy yếu. Vốn không mạnh bằng tộc đỏ, rất nhanh tộc xanh thất thủ, hôn lễ tan hoang. Ruan bắt lấy cô dâu Sien đem về lâu đài trước ánh mắt bất lực từ người chồng sắp cưới của nàng. Ruan bày tỏ muốn công chúa Sien trở thành cô dâu của hắn. Hắn không cần nàng làm gì hết cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở lại đây. Hoang đường, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngoan ngoãn chịu nghe theo lời ngươi sao? Ta không nghĩ mà nàng sẽ phải nghe lời của ta. Canh giữ nàng ấy cẩn thận, miễn không để nàng ấy làm gì nguy hại đến tính mạng. Còn khóc lóc kiểu gì, cứ mặc kệ đi. Sien được mang cho những gì tốt đẹp nhất, biết cách sinh hoạt của hai tộc khác nhau. Ruan luôn tìm cho Sien đồ ăn thức uống từ thực vật. Thậm chí, hắn còn xây cho Sien cả một khu vườn ngập tràn ánh mặt trời với nhiều hoa thơm cỏ lạ, hệt như ở tộc Ma Cà Rồng xanh nữa. Công chúa, người nhìn xem, thật ra tộc trưởng Ruan tốt với người biết bao. Tất cả những thứ này ngài ấy đều cất công làm vì người. Vì ta nhưng lại giam cầm ta. Mọi thứ dù có đẹp đẽ đến đâu thì cũng chỉ là chiếc lồng sắt bóp nghẹt sự tự do mà thôi. Mấy ngày liên tiếp, Sien chẳng thiết ăn ngủ gì, cơ thể càng ngày càng hiếu hôn ủ rũ. Ruan tức giận đích thân xuất hiện ép nàng phải ăn. Xem ra nàng vẫn đang không biết vị trí của mình nhỉ. Ngươi có được cơ thể ta, nhưng không đời nào có được tâm trí ta. Được thôi, nhưng nếu nàng cố chấp làm tổn hại đến cơ thể thì ta bắt tên chồng sắp cưới của nàng đến chịu tội thay nha. Lời đe dọa quả nhiên có hiệu lực. Sien vừa trợn trừng mắt, vừa nuốt xuống những muỗng đồ ăn khó nhọc đầu tiên. Bộ chuyện tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, Sien đang sưởi nắng ngoài trời thì nhận được thư của Sky. Chú chim đưa thư được truyền một phần công lực của Sky, liều mạng tìm đến chủ. Sien,
Mọi ma cà rồng đỏ đều có một ngày bị mất phép thuật. Nếu không có một lượng máu bổ sung lớn, ngay cả trưởng tộc Rowan cũng trở thành một vật bỏ đi. Hãy chấp lấy cơ hội. Sayen nuốt xuống cục tức, nghe lời vị hôn phu, bắt đầu giả vờ chấp nhận trưởng tộc đỏ. Nàng không còn giữ thái độ hàn học nữa, đôi lúc sẽ mỉm cười vui vẻ hơn nữa thì còn cất tiếng đáp lời hắn. Rowan mừng phát điên, hắn cũng ngày một dịu dàng với nàng hơn. Dù bận rộn, dù mệt mỏi đến đâu, mỗi ngày hắn cũng sẽ luôn xuất hiện ở bên nàng để cùng nàng dùng bữa. Thoạt nhìn bên ngoài họ hòa hợp như một cặp đôi thật sự vậy. Thời gian rảnh rỗi, Sayen bắt đầu nhớ về việc điều chế thuốc trước kia của mình. Ôi, thật không ngờ ta còn có thể nhìn thấy nó. Em biết không, trước kia ta là ma cà rồng giữ vị trí chữa thương cho cả tộc. Biết nàng thích y học, Rowan mang đến cho nàng rất nhiều những cuốn sách quý. Phương thuốc cổ để giải trừ tà thuật là phương thuốc mà Sayen nghiên cứu say mê. Nàng có thể dành cả ngày để tìm cách điều chế nó. Nhưng thảo mộc ở đây rất ít, trong đó lại buộc phải có một loài chỉ mọc ở vách núi hiểm trở bên rìa tộc đỏ xanh. Sayen không tin vào mắt mình khi một đêm thấy Rowan đổ ập xuống trước cửa. Trên tay hắn là nhành hoa quý giá, nhưng thứ khiến nàng để ý hơn là những vết thương trên cơ thể và gương mặt mệt mỏi vì phải chiến đấu của Rowan. Không thể nào, tỉnh táo lại đi. Mình điên hay sao mà lại đập lên trước hắn? Sayen tìm hiểu được đêm mà Rowan mất sức mạnh là đêm trăng tròn. Sky vô cùng vui mừng, chàng dặn Sayen hãy dùng mọi cách để dụ Rowan đến cây thần vào đêm đó. Cơ hội đã đến, tộc chúng ta sẽ phục kích để phong ấn hắn tại cây thần. Tuy nhiên lúc này nàng lại lưỡng lự. Trong khoảng thời gian chung sống, Rowan chưa từng làm gì có lỗi với nàng. Cuối cùng, Sayen lựa chọn lúc Rowan yếu đuối nhất để trốn đi chứ không cài bẫy hắn. Đêm trăng tròn không chỉ Rowan, đến cả tộc loài của hắn ta cũng yếu hơn, canh phòng không còn cẩn mật như thường ngày. Rowan, dù sao ta cũng muốn ngươi có thể sống thật tốt, dù không còn ta nữa. Sayen mừng rỡ chạy về phía cây thần, mong gặp mọi người trong tộc. Nàng đâu ngờ khi thấy nàng xuất hiện một mình. Sky không những không vui vẻ, mà còn tức điên lên vì cho rằng nàng đã phá hoại kế hoạch của hắn. Cái gì? Tại sao? Sau khi Sayen bị bắt đi, tộc trưởng tộc xanh đau buồn giao hết quyền lực cho con rể với niềm tin hắn sẽ đem công chúa trở về. Vậy nên giờ ta là trưởng tộc mới. Ta nên trách nàng quá vô dụng hay quá to gan dám cãi lệnh ta giờ nhỉ? Sayen không ngờ được người mà nàng từng yêu thương, tin tưởng, giờ đây sẵn sàng mưu hại nàng để uy hiếp Rowan. Nếu nàng không chịu, thì đích thân Sky sẽ dẫn dụ Rowan đến đây. Họ chẳng phải chờ đợi lâu, Rowan với dáng người yếu đuối vì mất đi phần nào pháp lực lão đảo lao đến để bảo vệ Sayen. Hắn biết ra khỏi tộc vào ngày này là vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng hắn không thể nào kiềm chế bản thân không run lên khi lùng sục khắp nơi chẳng còn thấy người hắn yêu thương đâu nữa. Sky không để lỡ cơ hội, hắn chỉ huy quân đội tộc xanh bắn ra phép thuật tấn công Rowan. Tuy đã rất yếu rồi, nhưng Rowan vẫn quyết liệt chống trả, đã thương tộc xanh không ít. Phép thuật xanh đỏ kết hợp khiến gốc cây thần rung lên, tỏa ra làn khói mờ ô nhiễm. Làn khói tà thuật đó hút khá được người tộc xanh vào.
hỏng rồi. Cứ dùng dằn mãi cũng không phải là điều tốt. Giả lại ta cũng lộ rồi. Sky bất ngờ chuyển hướng đẩy Sai-in vào gốc cây thần. Không, Sai-in! Ông trời không để Sky đắc thắng được bao lâu, luồng khói phát ra còn dày đặc hơn, kéo luôn hắn ra đi mãi mãi. Lúc này ở chiều không gian bên trong cây thần, Sai-in như nhìn thấy ảo giác. Trong giấc mơ hết sức chân thực này, vì muốn khai phá sức mạnh của bản thân, Sky bí mật sử dụng tà phép lên cây thần, gây ra thảm họa diệt chủng cho toàn bộ tộc ma cà rồng xanh đỏ. Dù hai bên ra sức chống lại Sky hắc quá, nhưng đều chịu thương vong nặng nề. Sai-in khi đó với thân hình yếu đuối, dũng cảm lao khắp chiến trường nỗ lực cứu lấy từng sinh mạng. Nàng thậm chí còn hy sinh bản thân để cứu cả Rowan, trưởng tộc đỏ, kẻ khát máu trong truyền thuyết. Cuối cùng, Rowan vẫn ra đi, nhưng hắn được sống lại, trở về thời điểm trước thảm họa. Không thể nào. Lần này ta thề, sẽ không để nàng hy sinh vì ta nữa. Người thực sự cứu Sai-in là Rowan, chứ không phải Sky như mọi người vẫn tưởng. Nhưng vì bị quả quỷ đả thương nghiêm trọng, Rowan được hạ nhân đưa về tộc. Và tiếp theo xảy ra việc Sky cướp công. Sai-in biết được toàn bộ câu chuyện thì khóc lên nức nở. Chàng mau tỉnh lại đi Rowan. Ta đã hiểu được toàn bộ tâm ý của chàng rồi. Ta cũng có tình cảm với chàng. Chàng mau trả lời ta đi, có được không? Thưa thần cây, trước nay con đã luôn cố gắng trở thành người tốt, con chưa từng xin một điều gì cả. Lần này cầu xin người hãy cho con sống lại, để con có thể bảo vệ cho chàng. Vừa dứt câu, cơ thể của Sai-in nặng nề dần dần chìm vào giấc ngủ. Tiếng gà gáy vang lên, cơn đau nhói trên đỉnh đầu khiến Sai-in tỉnh giấc. Thưa công chúa, chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi ạ. Hôm nay là lễ cưới của người, người không được dậy trễ đâu. Ta thật sự sống lại rồi. Bất chấp sự ngạc nhiên của mọi người, Sai-in chạy như bay ra ngoài. Vượt qua ranh giới chia đôi hai tộc, Rowan đứng đó mỉm cười đợi nàng từ lúc nào. Câu chuyện hôm nay kết thúc rồi. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn. Mỗi lượt xem là một sự cổ vũ to lớn. Để chúng mình sáng tạo ra nhiều câu chuyện mới thú vị hơn, đừng quên subscribe qua Fire Retail để giúp chúng mình sớm đạt được 1 triệu subscribe nhé. Còn bây giờ, hãy chia sẻ với qua Fire Retail cảm xúc của bạn khi xem câu chuyện ngày hôm nay nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập phim sắp tới. Fairy Tales.